chào mọi người. Sao Tui? Không, hồi xấu nha, chị lừa em. Chào Messi, mình đi dạo một vòng được không? Messi, dạo này chị thấy em căng thẳng quá, nhưng bác sĩ sẽ giúp em. Không, nuốt lanh chanh đi, mèo ăn thịt chim, bước lên bàn phím. Đúng rồi đó, hất cà phê lên mái đi và nhảy xuống. Phải, em giỏi lắm, kích ghét, em là con chó giống mèo nhất trên đời. Alo các bạn ơi, xin chào, mình là Mèo Khả Như. Mình là Vua Ca. Mình là Chuyên Phạm. À, các bạn hãy nhớ ra rạp đón xem phim Mảnh Đất Thú Cưng vào ngày 7 tháng 6 nha, trên các cụm rạp toàn quốc. Chúng hy vọng là tất cả mọi người sẽ đến rạp vào ngày 7 tháng 6 để đón xem bộ phim đẳng cấp Thú Cưng 2 nhé. Và hãy cùng chờ đón bộ phim hoạt hình siêu dễ thương đẳng cấp Thú Cưng phần 2 vào ngày 7 tháng 6 nha. Nhớ nha. Attention, this is Captain Snowball. We need backup. Buckle up everyone.